Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Là Ngộng thân mến. Thì trước khi vào tập 173 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ ngày hôm nay, thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thì như Khánh Duy ở tập trước đã nói, hiện tại bên kênh đang triển khai một kênh chuyên về nhạc Bolero và rất cần sự ủng hộ của quý vị. Link kênh mình sẽ để dưới mô tả của video này, các bạn hãy vào và đăng ký. Nhận thông báo và bình luận một số từ gọi là tăng tương tác cho kênh, giúp Khánh Duy để kênh mau chóng đạt được số lượng người để tham gia chương trình đối tác YouTube. Sau này thì mình sẽ triển khai một số kênh về phim nữa, nhạc và phim. Và bạn nào ở Thái Bình mà trong huyện Thái Thụy thì có thể liên hệ với mình nếu mà biết về đồ họa và có ý định phát triển về hướng mạng này, thì chúng ta sẽ có thể hợp tác lâu dài với nhau được. Các bạn hãy vào đăng ký ủng hộ cho mình ở bên dưới mô tả này. Và các bạn, mình cũng không quên kêu gọi các bạn ủng hộ để mà Khánh Duy có thêm kinh phí để sắp tới để đổi bộ thu âm mới để phục vụ quý khán thính giả. Cũng xin chia sẻ các bạn đã sắp đủ rồi, từ hôm nọ nay cũng sắp đủ rồi. Cảm ơn một số bạn đã ủng hộ donate cho mình, còn thiếu có mấy triệu nữa thôi. Thì các bạn có thể ủng hộ cho mình bằng các hình thức mình đã ghi được dưới phần mô tả mỗi video. Có thể là bằng Momo hoặc là bắn qua Internet Banking của các ngân hàng như là Agribank, Viettin hoặc là MB hoặc tất cả các ngân hàng khác cũng được. PayPal, các bạn nào ở nước ngoài thì có thể bắn qua PayPal. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 173 của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Là Ngộng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 173 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, có giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 173 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, trong lòng của Diệp Húc vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, lại có một cấm chế mạnh mẽ vỡ tan. Chỉ thấy một đường linh mạch vô cùng lớn bị pháp lực của Diệp Húc dẫn ra khỏi Thánh Sơn, tản mát ra dao động cơ hồ có thể so sánh với một tôn Thánh Hoàng. Đây là một đường thái thanh linh mạch, cơ hồ như có pháp lực Thánh Hoàng, nhẹ nhàng chấn động, liền chấn vào ngón tay của Diệp Húc đến tê dại. Rồi vùng thoát ra từ trong bàn tay của hắn, ý đồ lại muốn chui vào trong núi lớn. Đường linh khí linh mạch này với tiên linh khí hoàn toàn khác nhau. Đường này nó cấu thành hình thái linh khí, cơ hồ ngưng tụ thành từng đường đạo văn, thậm chí còn ngẫu nhiên xuất hiện một đường đạo và lý giống như xiềng xích bình thường. Vu Hoàng bình thường không bao giờ mong đợi phun ra nuốt vào luyện hóa linh khí này, hấp thu linh khí này để nhập vào cơ thể, thậm chí tự thân tu vi đều sẽ bị đạo văn và đạo lý trong linh mạch luyện hóa, biến thành chất dinh dưỡng cho linh mạch. Chỉ có Thánh Hoàng mới có thể luyện hóa linh khí này, khi hấp thu tiên linh chi mạch, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ xây dựng đạo văn linh mạch, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra đạo và lý. Vu Tổ có thể lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo, do đó tăng thêm nhãn giới kiến thức, thực lực tu vi của bản thân mình. Bởi vậy, mỗi một đường thái thanh linh mạch đều cực kỳ khó mà có được. Thậm chí, ngay cả Thánh Hoàng cũng không có tư cách mà có được. Chỉ có Vu Tổ, nhân vật mạnh mẽ bậc này mới có thể chiếm được tài nguyên bậc này thôi. Còn về phần gia tăng cao đẳng thượng thanh linh mạch, tắc chất chứa thiên địa đại đạo, đó là linh mạch mà thời kỳ Vu Tổ thần vương tu luyện tốt nhất. Ngọc thanh linh mạch, tắc chất chứa thiên địa thần văn,
trình độ thâm ảo, thậm chí ngay cả vô tổ cũng đều không thể lĩnh ngộ được. Bên trong thiên giới, Thái Thanh linh mạch là thứ tốt, chỉ có bậc vô tổ thần vương mới có thể có tư cách có được linh mạch bậc này. Thật không nghĩ tới, ta cũng có cơ duyên có được đến một đường. Diệp Húc mừng rỡ, được một đường Thái Thanh linh mạch này còn hơn được 100.000 đường tiên linh chi mạch. Ít nhất là trước mắt hắn tu luyện thành thánh hoàng cũng không đến nỗi vì tìm linh khí mà phải bôn ba ở khắp nơi. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là ở chỗ bản vương khai thiên kinh của hắn tuy rằng đã muốn hoàn thiện đến cảnh giới vô hoàng, thậm chí ngay cả xây dựng 3.000 thế giới cần đến đạo văn, đạo ngân, thánh hoàng kỳ, vu tổ thiên địa đại đạo, hắn đều đã chuẩn bị tất cả. Thế nhưng hiện nay vẫn còn khuyết thiếu tam thập, tam thiên và đạo văn, đạo ngân của 18 tầng địa ngục, thậm chí ngay cả thiên địa đại đạo. Mà đạo văn, đạo ngân chất chứa trong Thái Thanh linh mạch chính là chất chứa một bộ phận mảnh nhỏ đạo văn tam thập tam thiên. Lĩnh ngộ những điều này có thể trợ giúp cho hắn hoàn thiện bản vương khai thiên kinh của mình. Chân thân bản vương. Chỉ nghe pa một tiếng, thế giới bản vương khai thiên của Diệp Phúc triển khai, vô số cấm văn, đạo ngân xây dựng thành thế giới, rồi đột nhiên cô đặc. 3.000 thế giới rậm rạp cùng với tam thập tam thiên giới chen chúc nhập vào cơ thể. Cả người hắn nhất thời giống như cấm văn, đạo ngân tạo ra mà thành thần minh, làm cho pháp lực của hắn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Lại một lần nữa, một trưởng chụp xuống. Thái Thanh linh mạch cũng chỉ là tương đương với pháp lực thánh hoàng, không phải chân chính thánh hoàng, sẽ không giống như khi thánh hoàng chiến đấu. Tuy rằng lúc trước có thể giải thoát khỏi tay của Diệp Phúc, thế nhưng giờ phút này đây, Diệp Phúc toàn lực ứng phó, bàn tay lấy đạo văn đạo ngân ngưng tụ mà thành, một trưởng hạ xuống, nhất thời đem Thái Thanh linh mạch này vây khốn. Tùy ý cho linh mạch này dây dụa như thế nào, đều không thể chạy ra khỏi nắm tay của hắn được. Tu vi của hắn hiện nay so với khi hắn đánh chết Xích Quyên Ma Tôn còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều, đã tu luyện tới nhị phẩm vô hoàng. Cho dù Xích Quyên Ma Tôn có gặp được thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có thể dễ dàng mà bắt được. Ồ, Thái Thanh linh mạch này, nơi này lại có một đường Thái Thanh linh mạch. Diệp Húc sắp đem linh mạch thu vào bàn tay, đột nhiên nghe một thanh âm của một cô gái truyền đến, vừa mừng vừa sợ nói: Nguyên đạo thái tử, trong Thái La Tiên Cung chúng ta số lượng Thái Thanh linh mạch cũng không nhiều, thật không nghĩ rằng nơi đây lại có Thái Thanh linh mạch. Những lão già ở trong Ngọc Hư Cung kia đã nói, vô luận trong tiểu nguyên giới chúng ta ai được bất kỳ vật gì, chỉ cần là đem tới tay thôi sẽ đều là của mình. Lần này chúng ta có một khoản tiền rồi. Trong lòng Diệp Phúc hơi nhúc nhích, quay nhìn về phía người đang nói, chỉ thấy hơn 10 vị nữ tử xuống vào đẩy một chiếc xe vô cùng thơm ngát và hoa lệ đang nhanh chóng đi tới. Ở trên xe, một vị nam tử trẻ tuổi lười nhác ngồi ở trên, bàn tay tinh tế trắng nõn nâng cằm, đang lúc dương dương tự đắc, đột nhiên y nhìn thấy đường Thái Thanh linh mạch, trong mắt phát ra những tia sáng rừng rực. Tiểu tử kia, đem Thái Thanh linh mạch lưu lại. Chỉ một thoáng, hơn 10 kiện cấm bảo đều công kích đến, dừng ở trên tay của Diệp Húc. Gà đất chó cánh, cả cái đám vô hoàng thiên giới đấy đều là gà đất chó cánh cả, hoàn toàn không có chút khí lượng khí chất của vô hoàng. Trong 3.000 thế giới kia, chút thủ đoạn chiến đấu so với Ứng Sư huynh và Tinh Đế, bọn người họ còn kém cỏi hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc không thèm để ý chút nào, chỉ thấy cấm bảo oanh ở phía trên bàn tay to của hắn, thậm chí không để cho hắn mảy may lay động. Vu Hoàng tại hạ giới đều là theo bên trong sát phạt ma luyện mà ra, trải qua trăm cay nghìn đắng, đau khổ mà ngộ đạo, đau khổ theo đuổi. Đối với tu luyện chính mình có thể nói là đạt đến mức tận cùng. Hành trình tu luyện của mình đó là một trường ngộ đạo, chi đồ mới có thể tu thành Vu Hoàng được. Thậm chí Vu Hoàng của thế giới Vu Hoàng còn cần tiếp thụ nhân kiếp Vu Hoàng. Kiếp nạn lớn như vậy, mỗi một vị Vu Hoàng đều có thể nói là nghìn búa trăm luyện để thành tựu vất vả vô cùng. Mà Vu Hoàng thiên giới cùng so sánh với bọn họ quả thực là trong buồng ấm xem hoa nở, ngắm gái đẹp, trên thực tế chắc không chịu nổi một kích. Cho dù là Ứng Tông Đạo, trước thiên giới bọn họ không phải là đối thủ. Tù vì không kém, thế nhưng liệu có thể tiếp được một kích của các cái phi ta không đây? Vị nguyên đạo thái tử kia ánh mắt lóe lên, chỉ thấy nắm tay của hắn phóng ra chụp tới đường Thái Thanh linh mạch này. Người này ra tay cực kỳ nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền tới ngay trước mặt của Diệp Húc, một quyền oanh thật mạnh. Tay kia của Diệp Húc thì trường lật lên đón nhận quả đấm của y, hai người quyền trường tương giao, tràn ngập vô số đạo văn, đạo ngân bay ngập giữa không trung. Đường Thái Thanh linh mạch này nhất thời nắm lấy cơ hội, rung đùi đắc ký, liền vặn vẹo thân hình ý đồ đánh vang bàn tay to của Diệp Húc đang nắm giữ nó. Nguyên đạo thái tử! Diệp Húc tức giận nắm tay thật chặt,
vô số đạo văn trong tay trào ra, đem thấy thanh linh mạch này phong ấn lại, xoay người nhìn về phía thanh niên ở trong xe. Vừa rồi, thiếu chủ của thanh niên thần phủ, Phó Tê Lai giả mạo, chính là người này. Lấy thực lực của Phó Tê Lai, thiếu chủ thanh niên thần phủ, hắn giả mạo người này, trực tiếp khóa một cái bồn xí hôi thối lên trên đầu của Nguyên Đạo Thái Tử, mà không phải trực tiếp tìm Nguyên Đạo Thái Tử liều mạng. Điều này cũng nói lên thực lực của Nguyên Đạo Thái Tử. Không sai, ta chính là Nguyên Đạo Thái Tử, Thái Tử của Thái La Thiên Cung. Nguyên Đạo Thái Tử trên xe chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét về phía Diệp Húc, thản nhiên nói: Người nếu đã nhận biết ta, chắc là đã nghe nói qua tên của ta và cũng biết thủ đoạn của ta phải không? Sao? Nghe nói qua tên của ngươi ư? Ngươi thực sự rất nổi danh hay sao? Diệp Húc lập tức liền hỏi lại. Nguyên Đạo Thái Tử tức giận hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui. Ở bên cạnh hắn, phần đông các thái phi, một đám mắt hạnh đứng đấy khiển trách: Cuồng đồ lớn mật, dám nói chuyện với Nguyên Đạo Thái Tử như vậy, đồ không biết sống chết mà. Tuổi còn nhỏ, bản sự không lớn, gan cũng không nhỏ. Nếu là ở Thái La Thiên Cung, người cuồng đồ bậc này sớm đã bị rút gân lột da, nhốt đánh vào thiên lao rồi. Ồn quá đấy. Giờ Phúc đột nhiên mở miệng, âm thanh như thiên lôi chấn động. Đám thái phi này sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ vậy. Người còn dám giết gào sao? Một vị thái phi nén giận mà cười nói: Nô tỳ ti tiện. Xẹt. Diệp Phúc điểm ra một chỉ, cái trán vị thái phi này đột nhiên mở rộng, tuôn ra một đám máu hồng, hương tan ngọc nát, chết oan chết uổng. Các thái phi khác câm như hến, không dám nói thêm một câu nào nữa, nhìn Diệp Phúc giống như nhìn một tôn ma thần bình thường từ viễn cổ đi tới vậy. Ta nói người ồn ào, ngươi lại càng ở Mỹ, chết chưa hết tội. Diệp Phúc thu tay lại, thản nhiên nói: Ta và thái tử gia của các ngươi nói chuyện, đám nữ nhân các ngươi cũng dám xen mồm vào sao? Không tuân thủ quy tắc, đáng chết mà. Nguyên Đạo Thái Tử trong mắt thần quang chợt lóe, sắc mặt trong một thoáng trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi chiếc hương xe, tới phía Diệp Húc cả giận nói: Người dám giết nữ nhân của ta sao? Nữ nhân là dùng để thương yêu cưng chiều, ngay cả nữ nhân người cũng giết, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Có thể thấy được người đã phát dồ đến loại trình độ nào. Loại người như ngươi đáng giết, đáng chu mà. Ồ, nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau chứ? Chỉ cần là kẻ địch của ta, bất luận là kẻ nào ta cũng dám giết, huống chi là nữ nhân. Diệp Húc từng bước đi ra nghênh đón Nguyên Đạo Thái Tử, hắn mỉm cười nói: Nguyên Đạo Thái Tử, ngươi là thần tử, nữ nhân sẽ rất nhiều, chết một người thì lấy thêm một người. Tuy nhiên, nếu như ngươi muốn cùng ta đối nghịch, chỉ sợ cha ngươi chỉ có thể sinh thêm một vị thần tử khác thôi. Nguyên Đạo Thái Tử, ngươi luôn luôn cuồng quyến ngạo vật, này cũng gặp phải một địch thủ rồi sao? Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, người còn chưa tới liền đã cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cùng thê thiết, giống như trong tiểu nguyên giới đột nhiên xuất hiện một chiến trường viễn cổ thần ma. Cái loại chiến ý của thần ma này cực kỳ bất khuất, tràn đầy tinh thần bất tử. Bà vũ thần của thần tổ Vương Đình ư? Nguyên Đạo Thái Tử dừng bước lại, sắc mặt cẩn thận đánh giá, ánh mắt quét về phía thanh âm truyền đến. Diệp Húc cũng cảm giác được chiến ý sắc bén vô cùng. Theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi khác bước nhanh lại, giống như một thanh kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ, liền bộc lộ tài năng. Có thái thanh linh mạch xuất thế, ta, bà vũ thần cũng muốn góp vào một tay. Tinh khí thần của y giống như vô số kiếm quang kiểu đạo văn xây dựng mà thành, mũi nhọn cực thịnh, tự hồ như nếu bị hắn liếc nhìn một cái đều đã bị vạn kiếm xuyên tim. Ánh mắt quét tới hướng Diệp Húc, thản nhiên mà nói: Chỉ cần xử lý người này là có thể được một đường thái thanh linh mạch này. Lại có một người nhanh nhẹn đến, đạo môn cao ngất giống như thần môn tạo hóa thiên địa vạn vật. Hắn cười nói: Thái thanh linh mạch đối với thánh hoàng mà nói không chỉ là một đường linh mạch, có thể mượn dùng linh mạch đến lĩnh ngộ nhiều đạo văn đạo ngân, thậm chí có thể nhìn trộm vô tổ cảnh giới. Cái loại linh mạch này ai mà có thể không động tâm chứ. Tạo hóa môn Phong Tùy Vân kính chào ba vũ thần Nguyên Đạo Thái Tử. Nguyên Đạo, Phong Tùy Vân, ba vũ thần, các người tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vị tất có thể mạnh đến nỗi hơn ta được. Thiên thần tử cũng nhanh nhẹn đến, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Húc, trong mắt thần quang bạo phát, điểm như nói: Còn có vị huynh đài này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, giờ phút này cường giả đã đến càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều là hướng về phía thái thanh linh mạch này mà đến.
Những cường giả này bị kinh động bởi vì uy năng khi thấy thanh linh mạch xuất thế tản mát ra, lập tức nhận ra phẩm cấp của linh mạch, bởi vậy đều đã chạy tới đây. Có thể tưởng tượng phía sau còn sẽ có không biết bao nhiêu cường giả đang đi tới nữa. Thái thanh linh mạch chẳng lẽ thật sự quý trọng như vậy sao? Nếu sớm biết như thế, ta liền tiến lên Ngọc Lâu phong ấn mảnh không gian này, chậm rãi cướp đoạt linh mạch, cũng đỡ phải kinh động những cao thủ ở đây rồi. Ánh mắt của Diệp Phúc đột nhiên lẫm liệt, chỉ thấy vị có thói quen giả chết thiếu chủ Thanh Hiên thần phủ cũng bước đạp hư không hướng tới nơi này, hiển nhiên cũng là đến vì bị thái thanh linh mạch này dao động hấp dẫn. Phó Tê Lai mỗi một chân hạ xuống, dưới chân đều có đạo văn trào ra, trong bất chi bất giác dung nhập vào hư không. Hiển nhiên là hắn đang âm thầm bố trí cấm chế để phong tỏa nơi đây. Sớm như vậy mà đã cùng với các thần tử này phát sinh xung đột, thật sự là có chút không ổn rồi. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, ườn ườn lưng một cái nói. Nếu đã là như vậy thì ta còn có cái gì để mà phải lo sợ nữa chứ? Trong một khoảng thời gian ngắn, lúc này đã có 5 vị thần tử tụ tập, mỗi một người lúc trước đều che giấu tu vi của mình. Tuy nhiên sau khi tiến vào tiểu nguyên giới, liền giải phóng tu vi, không kiêng sợ gì mà phóng thích hơi thở của Thánh Hoàng. Những người này thực sự không phải là toàn bộ đều là thần tử, còn có các thần tử ở các hướng khác tới đây nữa. Tuy nhiên, giữa các thần tử này cũng không hề có ân có oán. Ở giữa bọn họ vốn có một loại quan hệ cạnh tranh. Ở loại địa phương như tiểu nguyên giới này là không chết không ngừng. Mọi người lâm vào một không khí trầm mặc, đạo môn cao ngất, không người nào nguyện ý trong lúc này mà ra tay với Diệp Húc. Cho dù bọn họ có đoạt được thái thanh linh mạch cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người bắn tên vào. Mặc dù là bộc lộ tài năng, ba vũ thần cũng từng nghĩ không đủ thực lực đối mặt với cả mấy người vây công. Khí thế của bọn họ ngưng kết lại, hơi thở thánh hoàng chậm rãi, thậm chí từ trong thánh sơn lao ra. Hạo Thiên Khuyển, cái con viễn cổ cự thú phá cẩu này, cũng kinh hồn bạt vía, quỳ rạp trên mặt đất thành một đống, không dám động đậy. Thiếu chủ Thanh Hiên thần phụ, Phó Tê Lai, Thái La Thiên Cung, Nguyên Đạo Thái Tử, Thần Tổ Vương Đình, Ba Vũ Thần, Tạo Hóa Môn Phong Tùy Vân, thêm ta nữa, Thiên Thần Tử, cộng lại là 5 vị thánh hoàng. Thiên Thần Tử cười lại một tiếng, ánh mắt đảo quanh ở trên thân mọi người, duy chỉ có không thèm để mắt đến Diệp Húc. Hắn cười nói, mà thái thanh linh mạch thì chỉ có một đường, chúng ta 5 người phân chia như thế nào đây? Vị huynh đệ lạ mặt này không biết có phải là cao thủ do mấy vị thần vương phái tới không đây? Phó Tê Lai nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt loan thành trăng lưỡi liềm, cười nói. Nguyên Đạo Thái Tử quay về ngồi lên chiến xa đề phòng nghiêm ngặt, hắn cười lạnh lên tiếng, mặc kệ là ai phái hắn đến giết đãi phi của ta, đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta chỉ muốn thái thanh linh mạch, ai cản đường ta thì chỉ có con đường chết. Ba vũ thần sát khí tận trời cũng lên tiếng nói, chỉ có vô tổ mới có tư cách có được thái thanh linh mạch, Phong Mỗ cũng rất muốn tranh một phần. Phong Tùy Vân cười nói, bọn họ nói thế nhưng không có ra tay, điều này là ngoài ý nghĩa của Diệp Húc. Tuy nhiên ở tình lý này thì vô luận là ai cướp lấy thái thanh linh mạch, chỉ sợ đều phải đối mặt với 4 người khác công kích. 4 đại thần tử, 4 đại thánh hoàng công kích không phải là chuyện đùa, bọn họ không ai tự nghĩ là có thể nắm chắc toàn thân mà trở về. Muốn đánh lại không đánh, các ngươi mấy vị thần tử này ý muốn là như thế nào đây? Diệp Húc với tay thu hồi Hạo Thiên Khuyển, thân hình vừa động bước từng bước ra, chân to hạ xuống đạp ở phía trên hư không, đạp ra từng đường cấm văn, cấm ngân, đạo văn và đạo ngân. Những hoa văn kỳ lạ này giống như là xiềng xích nhảy động ở trên không trung, tổ hợp thành một đám thế giới. Mấy vị, nếu như các vị muốn đứng ở chỗ này mà nói chuyện phiếm, Diệp Mỗ cũng không có thời gian của các ngươi cãi cọ đâu. Đoang một tiếng, hắn một chân hạ xuống, liền có một thế giới sinh ra, liên tục bước ra hơn 10 bước, chỉ thấy một đám thế giới liền sinh ra, không ngừng đối kháng với cấm chế vô hình ở bên trong hư không. Vô số đạo văn, đạo ngân ở giữa không trung đan vào nhau va chạm, giống như là hai đại thánh hoàng ẩn nấp đi thân hình, giấu đi dấu vết trong hư không mà đấu tranh sinh tử. Đây chính là vô pháp của Diệp Húc đối kháng cùng với cấm chế của Phó Tê Lai. Tuy rằng hai người không có động thủ, nhưng loại đối kháng này cũng kịch liệt tới cực điểm, không thua hai đại thánh hoàng đối mặt mà chống chọi. Ta muốn đi, ai dám ngăn cản ta đây? Diệp Húc lại hướng Phó Tê Lai, mặt không chút thay đổi nói. Phó Tê Lai ánh mắt lóe ra, cước bộ nhẹ nhàng di động, lặng yên lui về phía sau. Tính cách của y láo cá, không thích trực tiếp va chạm, bạo lực. Hắn cười nói, vị huynh đài này không nên hiểu lầm, ta chỉ đến đây vì thấy náo nhiệt, ngươi quên rồi sao?
ta còn tặng cho ngươi vài món thần liệu. Chúng ta coi như là đã có chút giao tình. Nhờ ơn phó thiếu chủ, Diệp Mỗ tất sẽ có hồi báo. Diệp Húc hướng về phía y, hơi hơi chắp tay, bước nhanh đi ra bên ngoài. Một đám thế giới dưới chân hắn không ngừng từ giản đơn biến thành phức tạp, làm cho khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Mắt nhìn chân liền đi ra khỏi vòng vây của đám người. Giết đại phi của ta, người nghĩ rằng ta không dám giết người sao? Nguyên đạo thái tử tức giận hừ một tiếng. Đột nhiên một tòa đạo môn ầm ầm buông xuống, từ trong đạo môn Bảo Liên Hương Sa nghiền ép về hướng Diệp Húc. Nguyên đạo thái tử đứng ở trên Hương Sa đang đằng sát khí, hắn cười lạnh lên tiếng: Tiểu tớ, người đã quá cản rỡ rồi. Nếu như lúc này đây không có những người khác, ta một mình cũng có thể giết được ngươi. Thái La Thiên Đạo, hắn tức giận quát lớn, vô số đạo văn hình thành Thái La Thiên lồng lộng ở trời xanh áp chế xuống Diệp Húc. Hắn cao giọng quát lên: Chư vị, ta có thể không tranh giành tay thanh linh mạch với các vị, thế nhưng tiểu tử này nhất định là phải chết ở trong tay của ta. Ba vũ thần và đám người ánh mắt cùng sáng lên. Nguyên đạo thái tử quý là vì thái tử của Thái La Thiên Cung sẽ nhất ngôn kiều đỉnh. Thái thanh linh mạch, hắn nói không cần, chắc chắn sẽ không ra mặt dày mà tranh đoạt. Hay, thiếu đi một đối thủ rồi. Phong Tùy Vân nhẹ giọng cười nói: Nguyên đạo thái tử, ngươi cho là ngươi là đối thủ của ta sao? Mà Diệp Húc lúc này làm như không thấy chấn áp từ hương xa của Thái La Thiên đang nghiền ép đến. Đột nhiên dưới chân dẫm xuống, một quyền trào ra nhằm thẳng về phía Nguyên đạo thái tử. Trời xanh của Thái La Thiên chấn động, vô số đạo văn văng ra tung tóe. Xem ra ngươi còn không phải là thánh hoàng, chỉ là một vu hoàng thôi. Chẳng biết tại sao lại lĩnh ngộ đạo văn đạo ngân thánh hoàng. Thái La đạo thủ ấn. Nguyên đạo thái tử cười lạnh một tiếng, một ấn oanh hướng vào quyền thủ của Diệp Húc. Thức ấn pháp này chính là bí mật của Thái La Thiên Cung, không truyền ra ngoài, chất chứa Thái La thần vương lĩnh ngộ đại đạo, chính là ấn pháp cấp thần vương. Y muốn dùng ấn pháp này đánh cho Diệp Húc xương gãy gân đứt ở trước mặt mọi người, mạnh mẽ xóa sạch tôn nghiêm của Diệp Húc, đánh cho hắn thương tích đầy mình, đánh cho hắn tự biết xấu hổ. Không cấm kim phù sao? Hai người quyền trưởng tương giao, Diệp Húc đột nhiên cong ngón búng ra chính giữa lòng bàn tay của Nguyên đạo thái tử. Nguyên đạo thái tử thét lớn một tiếng, đổ người về phía sau, tay ôm ngực khống chế hương xa cấp tốc mà rút lui. Chỉ nghe keng một tiếng nổ lớn, chỗ đan điền của y đột nhiên hiện ra một cái chuông lớn bao lại đan điền của y. Mặt ngoài vách chuông hiện ra rậm rạp đạo văn đạo ngân phong tỏa tu vi của y. Mau mau lui! Đạo môn của y đột nhiên phát ra một tiếng nổ rầm rầm đương trường mà sụp đổ. Nguyên đạo thái tử trong lòng kinh hãi, lập tức cuồn cuộn nổi lên hơn 10 vị thái phi gào thét mà đi, trong chớp mắt đã chạy xa vạn dặm. Hai người bọn họ giao thủ thời gian chỉ có một cái chớp mắt, cuối cùng chuyện gì xảy ra căn bản là không ai biết được. Chỉ biết Nguyên đạo thái tử tu vi đột nhiên suy giảm kịch liệt, từ cảnh giới thánh hoàng rơi xuống đến cảnh giới vô hoàng. Không cấm kim phù của ta! Thiên thần tử sắc mặt biến hóa, người khác không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng của y vẫn là biết rõ. Y mới vừa rồi tiến vào tuyển nguyên giới, ý đồ cởi bỏ đi phong ấn đại gia thần vương của phụ thân y, không biết làm sao lại bị Diệp Húc cướp mất, cướp sạch của y một quả không cấm kim phù duy nhất. Sau khi kích hoạt cái không cấm kim phù này, một chiếc chuông lớn sẽ bao lại đan điền, có thể phong ấn tu vi người khác. Chỉ có đại gia thần vương tâm pháp mới có thể khai giải phong ấn này. Phó thiếu chủ, trước ngươi đưa ta vài món thần liệu, ta cũng sẽ đưa ngươi một kiện đại lễ vậy. Diệp Húc quay đầu nhìn về phía Phó Tê Lai, mỉm cười nói: Này Nguyên đạo thái tử, thực lực đã bị đánh rất đến cảnh giới vô hoàng, còn không chịu bỏ ý cướp sạch Thế La Thiên Cung, được món tài phú thật lớn đến như thế, ngươi còn chờ gì nữa đây? Huynh đài, đại lễ của ngươi Phó Mô khắc ở trong tâm khám. Phó Tê Lai cười ha ha, thân hình nhoáng lên một cái, cấp tốc đuổi theo Nguyên đạo thái tử, dài thanh mà nói: Nguyên đạo, tiểu đệ đặc biệt đến tiễn ngươi một đoạn đường. Còn Phong Thủy Vân cúi đầu nhìn hai tay của mình, nửa như cười, nửa như không nói. Nếu như có thể giết Nguyên đạo thái tử, đạt được tài phú, khẳng định còn ở trên Thái Thanh Linh Mạch này. Không cấm kim phù đã bị Nguyên đạo thái tử nhận ra. Nếu là Phó Tê Lai không thể giết Nguyên đạo thái tử, Nguyên đạo thái tử truy cứu ra lai lịch không cấm kim phù, không biết phải trách tội ở trên đầu ai đây. Ánh mắt của Thiên Thần Tử phát lạnh, trên người hắn đảo qua, hừ lạnh một tiếng, không hề xúc động, thản nhiên nói: Không cấm kim phù mặc dù là đồ đạc của ta, nhưng nếu như Nguyên đạo thái tử có thể chạy thoát từ trong tay của Phó Tê Lai, không may mắn mà tới tìm ta mà nói,
ta cam đoan hắn sẽ có đến mà không có về. Phong Thủy Vân cười nhẹ, ánh mắt quét về phía ba vũ thần. Ba huynh, nay chỉ còn lại ta và ngươi cùng thiên thần tử, ba người, không bằng chúng ta hai người liên thủ, hợp lực diệt trừ thiên thần tử, sau đó giết người này, chia đều thái thanh linh mạch. Ta không có thói quen liên thủ với người khác. Ba vũ thần đi nhanh về phía Diệp Húc, cười ha ha, hào khí can vân. Phong Thủy Vân, ta đây giết hắn rồi, người nếu dám theo ta tranh giành, ta liền giết cả ngươi. Phong Thủy Vân ánh mắt lóe lên một cái, đứng tại nguyên một chỗ, không có ra tay, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên thần tử đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn quét ở trên người của Phong Thủy Vân, cười lạnh mà lên tiếng. Phong huynh, ngươi tuy rằng là môn hạ của tạo hóa môn chủ, tạo hóa môn chủ chỉ là vũ tổ, còn không phải là thần vương. Ngươi ở nơi này châm ngòi thổi gió, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi hay sao? Phong Thủy Vân chỉ mỉm cười, không hề lên tiếng. Diệp Phúc tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hắn đã liên tục bước ra không biết bao nhiêu bước. Một đám thế giới ở quanh thân nhộn nhạo, úy vi tráng quan, làm cho khí thế của hắn không ngừng liền tăng vọt. Đứng lại cho ta. Ba vũ thần nhẹ nhàng vừa động, phía sau đột nhiên hiện ra một tòa kiếm môn. Trong cửa vạn kiếm bùng nổ, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành lợi kiếm, tạo thành một cái kiếm quốc độ, gào thét bao phủ lấy Diệp Phúc. Hắn thân là thiếu chủ thần tổ Vương Đình, thế nhưng tu luyện lại không phải là thần tổ Vương Đình tâm pháp, mà là tự mình khổ tu nhiều năm, tân tân khổ khổ lĩnh ngộ mà ra kiếm đạo. Lấy kiếm làm đạo, ngưng tụ ra kiếm, đạo văn đạo ngân, tu thành thánh hoàng, luyện thành kiếm môn. Tu vi của hắn có lẽ ở trong số nhiều thần tử thực sự không phải là cao, nhưng công kích của hắn lại không thể nghi ngờ chính là cường hoành. Vạn kiếm quy tông. Trong giây lát, tất cả kiếm quang tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm về mi tâm của Diệp Húc. Mà giờ khắc này, trong thiên địa cũng giống như chỉ còn lại có một đạo ánh sáng này. Những ánh sáng khác từ hồ tất cả bị một đạo kiếm quang của ba vũ thần che đi hết hào quang. Ba vũ thần bộc lộ tài năng, một kích liền giết chết. Mặc dù là thiên thần tử Phong Thủy Vân, hai người thấy một kiếm như vậy cũng không khỏi biến sắc. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, từ hồ có thể vượt qua cả thời gian. Ba vũ thần, ngươi đây là muốn chết sao? Mắt thấy đạo kiếm quang này đang đâm vào mi tâm của Diệp Húc, đột nhiên một bàn tay hiện ra tại con đường duy nhất của kiếm quang. Đại thế giới chen chúc mà đến, rơi vào bên trong cái bàn tay này, ngưng tụ hình thành một cái thế giới độc đáo. 3.000 thế giới ở nơi tay giống như hóa thành 3.000 tòa đại lục. Đây chính là Vu Hoang Ấn. Đem ấn pháp của 3.000 thế giới tất cả thi triển ra, ngưng tụ thành một, đó là Vu Hoang Ấn. Diệp Húc một ấn ở tay, mũi nhọn của vạn kiếm quy tông của ba vũ thần lập tức bị triệt để che lấp. Ở trước cái bàn tay này của Diệp Húc, kiếm của hắn giống như trở nên không có chút ánh sáng nào vậy. Hắn đi bước ra một bước, đem mỗi một loại ấn pháp hóa thành một đám thế giới phiêu đãng ở bên cạnh mình. Vì cái gì đó xử xuất 3.000 thế giới đại thủ ấn, một chiêu đầy lực cho đám thần tử này dám can đảm ngăn trở mình một kích mạnh mẽ. Diệp Húc có được đến 3.000 số mệnh, lĩnh ngộ 3.000 thế giới đại thủ ấn, trong đó có chứa nhiều tổ hợp ấn uy lực rất là mạnh, tỉ như chư Phật thập phương thế giới ấn, thập phương u minh diêm la ấn, thiên địa âm dương cửu sắt ấn, vân 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 vân. Khi hắn cùng với Xích Nguyên Ma Tôn chiến đấu, bộc phát ra màu sắc ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, uy lực thực sự của tổ hợp ấn này không phải là sức mạnh của vô pháp. Trong 3.000 thế giới đại thủ ấn, thức có uy lực mạnh nhất đó là Vu Hoang Ấn. Thế giới Vu Hoang bởi vì đối ứng với 3.000 lục địa, 3.000 thế giới hứng lấy số mệnh 3.000 thế giới, bởi vậy Vu Hoang Ấn cần đem 3.000 thế giới diễn biến tất cả ra, hóa thành 3.000 lục địa thế giới Vu Hoang, có thể diễn biến ra thế giới Vu Hoang để thi triển ra một đạo ấn pháp như vậy. Thức ấn pháp này có thể nói ở bên trong vu pháp cấp thần vương hoàn toàn là một loại tuyệt đối mạnh. Nắm trong tay 3.000 thế giới, đây là khí phách to lớn, uy năng to lớn cỡ nào đây? Vạn kiếm quy tông của ba vũ thần còn chưa tiếp cận đến tay trưởng của Diệp Húc, vô số kiếm văn kiếm ngân xây dựng thành đạo kiếm quang này đã bắt đầu rạn nứt. Ở trước mặt Vu Hoang Ấn của Diệp Húc, kiếm đạo của y trực tiếp bị đánh áp, nửa phần uy năng cũng không thể phát huy ra được. Xoẹt. Đạo kiếm quang này nứt vỡ, biến mất ở trước Vu Hoang Ấn, giống như một ngọn đèn bị trận bão lớn thổi tắt vậy. Ba vũ thần nhìn thấy vạn kiếm quy tông của mình không có thu được chút hiệu quả nào, chẳng những đã không nổi giận, ngược lại ánh mắt thêm sáng ngời, thêm lợi hại, thêm chiến ý. Thật mạnh, ngươi càng mạnh ta càng muốn giết ngươi. Kiếm môn hóa đạo. Kiếm môn của y đột nhiên tan rã, phân giải, hóa thành từng đạo kiếm văn kiếm ngân.
kiếm văn kiếm ngân là đạo văn đạo ngân của y mà hợp thành, đều nhốn nháo xây dựng tổ hợp hóa thành một thanh lợi kiếm, nhanh chóng nghênh diện đánh tới Vu Hoàng Ấn. Hắn kể to nói: mũi nhọn bảo kiếm theo ma luyện ra, người càng mạnh ta càng hưng phấn, bởi vì ngươi là đá mài đao của ta, sẽ chỉ làm cho kiếm của ta, làm cho đạo của ta, làm cho người của ta bộc lộ thêm tài năng mà thôi. Một kích này là toàn thân tu vi của y kiếm khí chặn trề, chưa từng có từ trước tới nay. Kiếm khí hiển thị rõ thành quả nhiều năm khổ tu của y. Nếu là một kiếm này của y thất bại, sẽ chẳng biết đến lúc nào có thể khôi phục lại tu vi. Hơn nữa, kiếm đạo bị thương, tâm linh cũng sẽ lọt vào bị thương trầm trọng, lưu lại tâm ma không thể xóa nhòa. Người xa lầm rồi. Diệp Húc tiến lên phía trước một bước, thủ trưởng một lật, Vu Hoàng Ấn ầm ầm áp chế, giống như 3.000 thế giới cùng nhau hướng vào ba vũ thần mà chấn áp. Hắn điểm như nói: tay của ta là chùy, chùy đập gãy kiếm của ngươi, đập nhỏ đạo của ngươi, đập chết người của ngươi, chết đi cho ta. Răng rắc một tiếng, kiếm môn hóa đạo của ba vũ thần vừa mới gặp bàn tay to của Diệp Húc lập tức không chịu nổi gánh nặng. Một tiếng vang răng rắc vang lên, liền che kiến vết rách. Loại vết rách này chính là vết rách của Vu Hoàng Ấn chấn đắc kiếm của y, kiếm văn kiếm ngân liền bị gãy, bởi vậy làm cho kiếm của y trên người cũng che kiến vết rạn. Kiếm đạo của y ở trước mặt Diệp Húc quả thực chỉ như là một nghệ sĩ siếc hài không chịu nổi một kích. Ta không tin người có thể thắng được ta, thần tố phân thân, thiên ma giải thế. Ba vũ thần giống to, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo máu tươi, thổi phù một tiếng phun lên trên thân kiếm. Chỉ thấy trên thân kiếm vết rạn nhanh chóng khép lại, hóa thành một thanh ma kiếm tích huyết. Xẹt 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 xẹt, quanh thân của y nổ tung mây máu bốc hơi, khí huyết ở phía sau y mấp máy, xây dựng ra đường kiếm đạo của y hoàn toàn bất đồng với đạo văn, ngưng tụ ra một tôn thần vương đỉnh thiên lập địa. Ánh mắt lạnh lùng, bàn tay to vươn ra bắt lấy thanh lợi kiếm này, đâm thẳng tới hướng Diệp Húc. Y tự mình hại thân thể mình, huyết khí ngưng tụ hóa thành thần tổ phân thân, thần tổ vương đỉnh, uy lực so với vừa rồi đâu chỉ gấp mấy lần. Không chịu nổi một kích mà. Diệp Húc làm như không thấy, bàn tay lật lên úp xuống. Vu Hoàng Ấn vâng chịu 3.000 thế giới, uy lực so với đơn thuần một loại ấn pháp lớn hơn đâu chỉ 3.000 lần, siêu việt vượt xa ba vũ thần, thiên ma giải thể, thậm chí ngay cả thần tộc phân thân. Đinh đinh đinh, đại kiếm trong tay thần tổ phân thân đột nhiên gãy ra từng khúc, kiếm văn kiếm ngân của ba vũ thần khổ tu cả đời tất cả đều vỡ tan, thậm chí ngay cả phía sau y cái tôn thần tổ phân thân kia cũng bị một kích này của Diệp Húc chấn áp, nhanh chóng liền thu nhỏ lại. Vu Hoàng Ấn bẻ gãy nghiền nát, bình thường ầm ầm áp chế đánh nát tất cả các loại thủ đoạn của y. Ba vũ thần thân thể bắt đầu nứt vỡ tan rã, ở trước mặt một thức Vu Hoàng Ấn của Diệp Húc, kiếm đạo của y, vũ quang của y, tín niệm của y, tất cả của y đều bị đập nát, thậm chí ngay cả người của y cũng sắp tan xương nát thịt. Một thế hệ thần, ngôi sao rực rỡ của thần tổ vương đình sắp thân tử đạo tiêu. Lại dám đả thương con ta, tự tìm đường chết mà. Trong cơ thể của y đột nhiên hiện ra một tôn thần tổ phân thân, so với ba vũ thần ngưng tụ ra phân thân lại có vẻ càng thêm ngưng tụ. Thân thể của y giống như từ đạo và lý thuần túy tinh thuần xây dựng mà thành, là một thể mà thiên địa đại đạo ngưng kết thành. Y giống như là một tôn thần vương đứng ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống những người dân bình thường thấp bé, nhìn xuống Diệp Phúc này, người đã có gan đánh chết một tên côn đồ là đứa con yêu của y. Đây chính là ba thần tổ của thần tổ vương đình. Ba thần tổ hiển nhiên cũng lo lắng cho ba vũ thần lẻ loi một mình tiến vào Ngọc Hư Cung, bởi vậy mấy thần không biết quỷ không hay đã nhốt đánh vào trong cơ thể của ba vũ thần một đường đạo văn của mình, vào thời khắc mấu chốt là có thể cứu ba vũ thần một mạng. Tuy rằng chỉ là một đường đạo văn thần vương, thế nhưng chất chứa đạo lý phong phú, quả thực là thánh hoàng đều không thể lý giải, không thể nhận thấy, không thể chống lại. Thần vương thần tổ vương đình quả nhiên là ở trong cơ thể ba vũ thần gieo xuống một đường đạo văn của mình mà. Thiên thần tử và Phong Thủy Vân liếc nhau, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Diệp Húc mạnh mẽ là như thế, một kích liền đem cửu phụ nổi danh ba vũ thần đánh bại, đánh tan, không thể không nói đã ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Ba vũ thần chính là một người nổi bật trong lứa tuổi trẻ, con của thần vương. Hắn tu hành lịch trình giống như tăng khổ hạnh bình thường, toan tính đau khổ tu luyện kiếm của mình lên, theo kiếm lĩnh ngộ ra bản thân cấm pháp, thậm chí theo cấm pháp lĩnh ngộ ra kiếm đạo của mình, có thể nói là đứng đầu đích thiên. Tuy nhiên
Một vị thiên tử như vậy lại chịu một chiêu liền thua ở trong tay Diệp Húc, thậm chí bị Diệp Húc đánh nát kiếm đạo, dập nát kiếm môn. Có thể nói, đưa đạo của y, người của y đều tàn phá thương tích đệ mình, thậm chí bước ra một luồng phân thân ba thần tổ. Diệp Húc làm như không thấy, Vu Hoang Ấn tiếp tục úp xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ là một đường đạo văn cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, người cũng chết đi cho ta." Phong Tùy Vân cùng thiên thần xem mà nghẹn họng chân chối, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chỉ thấy một thức đại thuấn của Diệp Húc úp xuống, đạo thuấn này hóa thành một trường lớn, càng lúc càng lớn, đem ba thần tổ đỉnh thiên lập địa phân thân cùng ba vũ thần bao phủ, tựa như 3.000 thế giới cùng nhau chấn áp xuống. Trường hợp bức như thế này, mặc dù là đám người thiên thần tử tự nghĩ cũng vô pháp mà ngăn cản. "Người này đến tận cùng là ở đâu xuất hiện đây? Làm sao lại mạnh mẽ đến như vậy?" Thiên thần tử ánh mắt chớp động, gắt gao nhìn thẳng bàn tay to của Diệp Húc hạ xuống, chỉ cảm thấy bên trong cái tay lớn chất chứa đạo văn đạo ngân quả thực thâm ảo không thể lý giải. Mặc dù là y cũng nhìn không rõ ràng được bao nhiêu. "Hắn chính là tu vi Vu Hoàng, sử xuất ấn pháp như vậy nhất định sẽ cực kỳ hao tốn tu vi. Cho dù có là ta phát động như vậy ấn pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát ra một thức thôi, thì sẽ bị rút hết tu vi. Cho nên mặc dù hắn cùng với thần tổ đánh bừa một cái mà không có chết, cũng sẽ không còn lại chút pháp lực nào. Đây chính là cơ hội của ta." Dầm một tiếng, Diệp Húc cùng ba thần tổ phân thân đối chiến. Mấy tòa thánh sơn phía dưới căn bản không thể thừa nhận sóng dư âm bọn họ giao thủ, ầm ầm liền dập nát. Kéo vạn dặm hùng sơn cứng rắn bị đánh thành đất bằng. Thậm chí cả hơn trăm điều viễn cổ cự thú kia cũng bị sóng dư âm của hai người ép tới nổ bung, hai cốt không còn. "Ba thần tổ, đây chỉ là từng đạo văn phân thân của ngươi, thật không ngờ mạnh mẽ. Sau này Diệp Mỗ nếu như có thành tựu nhỏ, đích thân sẽ từ đăng môn bái phỏng, thỉnh giáo chân thân chỗ lợi hại của ngươi." Thân hình Diệp Húc đổ ra phía sau giữa không trung, tưới xuống một đường máu vàng. Lập tức một tòa ngọc lâu xuất hiện, trong lâu nhảy ra một con chó lớn, nâng hắn lên mà chạy như bão táp. "Lợi hại, chính là tu vi Vu Hoàng nhị phẩm, cư nhiên rõ ràng có thể thừa nhận được một kích những đường đạo văn của ta, thậm chí còn ma diệt đạo văn này của ta. Trong thiên hạ này ta lần đầu tiên gặp được loại người như ngươi." Phía sau ba vũ thần, ba thần tổ thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Đạo văn xây dựng thân hình của y cơ hồ đã bị ma diệt trong suốt. Hiển nhiên Diệp Húc cùng y đánh bừa một kích này, hai người đều bị thương tổn thật lớn. Tuy nhiên ba thần tổ tổn thất chỉ là một đường đạo văn, mà bản thân Diệp Húc cũng bị trọng thương nặng nề. Ba thần tổ không dám ở lâu, một tay vươn ra đem ba vũ thần mạnh mẽ kéo lên, hướng về phía trước mà đi thật nhanh. Phân thân của y cơ hồ đã bị Diệp Húc ma diệt, khó thừa nhận các cao thủ khác công kích thêm nữa. Cho dù chỉ là thánh hoàng cũng dễ dàng có thể luyện hóa ma diệt y, sau đó nhân cơ hội mà xử lý ba vũ thần. Chỉ thấy ánh mắt của ba vũ thần dại ra, tùy ý cho y sắp xếp thế nào cũng vẫn không nhúc nhích. Y bị Diệp Húc phá hủy kiếm đạo chi môn, đối với sự đả kích này thật sự là quá lớn, lớn đến phá hủy tất cả tin tưởng tín nhiệm của y. Diệp Húc cùng thần tổ hóa thân hướng về hai phương hướng khác nhau mà cùng bỏ chạy, cũng là lo lắng lẫn nhau, đều có chuẩn bị ở phía sau, không muốn tranh giành lấy cái chết, đồng thời cũng là tránh né những người khác đuổi giết. "Phong Thủy Vân, ngươi đuổi giết ba vũ thần, ta tới xử lý tên tiểu tử này." Thiên thần tử ánh mắt lóe lên, thân hình vừa động, nhanh chóng hướng theo Diệp Húc đuổi giết. Trên đỉnh đầu y, một ngụm bảo bình bay ra, chỉ nghe vù một tiếng, tòa bảo bình này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, móc ngược ở giữa không trung. "Thánh Nguyên Bình." Bên trong bình, một tòa đạo môn tối đen xuất hiện, thúc giục Thánh Nguyên Bình đem uy năng khẩu bảo bình này thôi phát đến mức lớn nhất. Khẩu bảo bình này giống như cắn nút châu báu thiên địa vạn vật. Chỉ nghe sầm dập mấy tiếng, một tòa núi lớn trên mặt đất bị nhổ tận gốc, gào thét ném vào trong bình, lập tức bị đạo môn chấn vỡ, luyện hóa thành bụi. Khẩu Thánh Nguyên Bình này của y chính là đại gia thần vương vì y mà đã đích thân tạo ra thánh bảo, cùng tâm pháp của y quần anh tụ hội, uy lực còn ở phía trên thánh bảo bình thường. Luyện hóa phá hủy thiên giới thánh sơn quả thực là không cần tốn nhiều sức. "Giết của ta 8 đại hộ pháp kim cương, cướp bóc của ta không cấm kim phù, hôm nay ta liền đưa ngươi lên chầu trời." Thánh Nguyên Bình tới lên cao trên không trung, cố định Hạo Thiên Khuyển, tùy ý cho con phá cầu này chạy như điên như thế nào, trước sau cũng không thể đào thoát khỏi dẫn lực của Thánh Nguyên Bình, đem nó cùng Diệp Húc hút tất cả vào trong bình. Thiên thần tử cười ha ha, trong mắt hiện lên ánh sáng chói lòa. Y mới vừa tiến vào tiểu nguyên giới này, cùng với Tả Hữu bắt đại kim cương là phong độ đến bậc nào, không biết tại sao lại gặp được Diệp Húc, bị Diệp Húc búng tay lấy sạch tất cả, thậm chí ngay cả thi thể cùng cấm bảo cũng bị cầm cho chó ăn.
ngay cả y đường đường là thần tử cũng bị Diệp Phúc cướp bóc. Đây là từ lúc chào đời tới nay duy nhất một lần này hắn lọt vào suy sụp, không giết chết Diệp Phúc không thể làm cho y tâm linh bình phục được như trước được. Tiếng cười của Thiên Thần Tử chưa dứt, đột nhiên y cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, chỉ thấy Phong Thủy Vân đột nhiên hiện ra ngay bên cạnh, một chưởng che kín đỉnh đầu của y. Đầu Thiên Thần Tử nổ tung một tiếng, lập tức một tòa tạo hóa đạo môn nghiền ép xuống, nghiền nát cái thân hình không đầu của y. Thánh Nguyên Bảo Bình dừng trên không trung, rồi đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, gào thét bay đi. Ở dưới đáy bình, thân thể thiên thần lại ngưng tụ, ép buộc y đi đến nơi càng xa hơn. Phong Thủy Vân, ta sẽ nhớ ngươi. Phong Thủy Vân cười nhẹ, đi nhanh đến hướng Diệp Phúc. Đạo môn treo cao, ánh mắt chớp động cười nói: Diệp huynh, thương thế không có trở ngại gì đấy chứ? Mẫu thân của ta chính là tạo hóa môn chủ, muốn ta ân cần thăm hỏi Diệp huynh một phen, hy vọng Diệp huynh có thể thu xếp thời gian mà đi tạo hóa môn một chuyến, có người rất muốn gặp huynh. Lại nói, lô hóa thân của ba thần tổ đã ép buộc ba vũ thần trong chớp mắt bay đi hàng trăm vạn dặm, rồi hạ xuống một cái sân cốc, sau đó mới buông tha cho ba vũ thần. Vũ thần, người chính là con của thần vương, là con của ta, chẳng lẽ gặp một chuyện nhỏ như vậy mà đã suy sụp không gượng dậy nổi sao? Ba thần tổ sắc mặt giận dữ, ánh mắt dừng ở trên người của ba vũ thần, quát to, thanh âm vang lên ầm ầm. Ánh mắt ba vũ thần đã khôi phục một chút thần thái, chán nản mà nói: Chà, kiếm đạo của con, kiếm tâm của con bị người nọ hoàn toàn đánh nát rồi. Đạo của con khi ở trước mặt hắn quả thực cái gì cũng không phải. Kiếm đạo nát rồi, liền đoàn tụ kiếm đạo mới, luyện mãi thì cũng thành thép thôi, luyện đến không để cho người có thể đánh nát được. Còn kiếm tâm vỡ rồi, vậy thì trung luyện kiếm tâm mới, làm cho lòng của ngươi không người nào có thể phá được. Ba thần tổ quát lớn, cố gắng giác ngộ. Ngươi là đứa con mà ta coi trọng, trong số hơn 300 con cái của ta, ngươi giống ta, chúng ta cùng giống nhau, không đi con đường của tiền nhân, mưu cầu muốn khai sáng ra đạo của bản thân mình. Lần này bị nhục, đối với ngươi mà nói, chưa chắc đã là một chuyện không hay. Chỉ cần ngươi có thể làm lại từ đầu, tương lai thành tựu nhất định sẽ rất to lớn. Làm lại từ đầu, trùng luyện kiếm tâm, đoàn tụ kiếm đạo. Ba vũ thần ánh mắt càng ngày càng sáng, nắm tay thật mạnh, cất cao giọng mà nói: Không sai, chăm luyện cương thành nhu, cứng thành mềm. Kiếm đạo của ta đã quá cương mãnh, nếu là có thể lĩnh ngộ ra đạo lý mềm, âm dương giao hội, cương nhu kết hợp, chưa chắc đã kém cỏi so với người kia. Ta nhất định sẽ làm lại từ đầu, lại đi đến trước mặt của người nó, dùng kiếm của ta đường đường chính chính đánh bại hắn. Đây là thần tử, ta là con của thần tổ. Ba thần tổ cười ha hả nói: Đúng, đúng lắm, ngươi không cần tự mình báo thù. Tiểu tử kia cùng với ta đánh một chiêu cũng đã bị thương nặng rồi. Ta đã lấy ma chủng gieo vào trong cơ thể của hắn, đạo văn cùng thần thức của ta. Thực sự hắn sẽ biến thành một khối thân ngoại hóa thân của ta. Đến lúc đó ngươi sẽ có thể cơ có thể ma luyện đối thủ của mình, đến thẳng trước mặt hắn, đánh bại hắn, đánh chết hắn mới thôi. Lại nói, quay trở về chỗ Diệp Phúc. Sao? Tạo hóa môn có người muốn gặp ta sao? Lúc này, Diệp Phúc ngồi ở trên lưng Hạo Thiên Khuyển, hắn nao nao, hắn cùng với tạo hóa môn quan hệ không được hòa thuận. Khi mới vừa tiến vào thiên giới, hắn đã liền đại náo tạo hóa môn, quấy nhiễu vương phi nghỉ ngơi. Tạo hóa môn chủ, một khối hóa thân, thậm chí mượn dùng tạo hóa đạo môn thi triển một thức vu pháp. Hắn đã bị đuổi giết cả nghìn dặm vạn dặm, cơ hồ khiến hắn và Hắc Thiên Ma Tôn là cùng đường, suýt nữa bị nàng tiêu diệt. Tạo hóa môn chủ hiển nhiên không phải là có ý trả thù. Chẳng lẽ cái vị muốn gặp ta là tạo hóa vương phi hay là tạo hóa thần vương sao? Diệp Phúc nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là thần vương. Phong Tùy Vân lại cười nói. Thần vương khai sáng tạo hóa môn, ở lại cung Thanh Dương. Diệp huynh sau khi rời khỏi, thần vương liền truyền xuống ý chí, muốn mẫu thân của ta cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Mời ngươi nếu như có thời gian, không ngại đi tạo hóa môn một chuyến. Thần vương muốn đích thân gặp ngươi một lần. Diệp Phúc nhíu mày, hắn cùng với tạo hóa thần vương chưa từng gặp mặt, tự nhiên không có khả năng cùng với vị thần vương này có giao tình. Khả năng tạo hóa thần vương cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua mình, làm sao có thể vô duyên vô cớ muốn gặp chính mình được đây. Tạo hóa thần vương muốn gặp ta sao? Rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý hay là ác ý đây? Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, nhân vật cấp thần vương đều là cường giả trong cường giả, thống ngự chư thiên cao cao tại thượng. Nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều ngụ ý sâu xa, đều không phải là không có ý nghĩa gì. Diệp Phúc đã từng chứng kiến người thay thế đế khốc thần vương
sắp đặt tới vài chục vạn năm. Khi Thương Thiên Đế Tôn mạng sống không được lâu, vì vậy làm cho con của mình Đế Tuệ xuất thế, đi ngược chiều mà phạt thiên, có thể nói là đam mưu túc trí. Tạo Hóa Thần Vương tuy rằng không bằng với Đế Tuệ, thế nhưng cũng là một nhân vật kiểu như lão hồ ly, không có khả năng vô duyên vô cớ triệu kiến Diệp Húc. Ngược lại, nếu là hắn tùy tiện đi trước, có thể rơi vào trong cục của Tạo Hóa Thần Vương, trong lúc vô ý trở thành quân cờ bị hắn lợi dụng. Mặc kệ Tạo Hóa Thần Vương muốn gặp ta là thiện ý hay là ác ý, ta ở trước mặt y chỉ sợ đến nói ta cũng không có tư cách để nói, đừng nói gì đến chuyện ngang hàng. Không muốn trở thành quân cờ của thần vương, chỉ có thể là người có được địa vị ngang hàng với thần vương. Hiện tại đi gặp Tạo Hóa Thần Vương chỉ sợ vẫn là còn quá sớm. Diệp Húc vừa nghĩ tới đây, hắn liền cười nói: Phong huynh, nếu ta không có ý định đi Tạo Hóa Môn thì Tạo Hóa Môn nhất định sẽ bắt ta phải đến nữa. Tự nhiên là không phải. Ta cũng chẳng biết được nữa, theo ý tứ của mẫu thân ta, Diệp huynh tuy rằng bất phàm, nhưng đối với Vu Tổ Thần Vương mà nói, vẫn còn là quá yếu đi một chút. Nếu như Diệp huynh không muốn bắt buộc mà phải đến đó, thì Diệp huynh hãy dùng lễ mà đối đãi đi. Tuy nhiên, Thần Vương nói nhất định là không được cư xử thô bạo với Diệp huynh. Phong Thủy Vân mỉm cười, ân cần nói: Diệp huynh, ngươi cùng Thần Tổ Thần Vương một luồng phân thân mà đối kháng với nhau, chỉ sợ là bị thương không nhẹ. Thần Tổ Thần Vương mặc dù là một luồng phân thân, thế nhưng không phải là thánh hoàng như ngươi có khả năng chống cự được. Ba thần tổ tinh thông các loại ma đạo, đạo văn của y nếu như xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp huynh thì sẽ hóa thành ma chúng, ngay cả đến thánh hoàng cũng không có năng lực khu trừ, thế tất sẽ để cho ngươi lưu lại một vết thương không thể xóa nhòa. Chỉ hoãn thời gian càng dài, thương thế thì càng nặng. Bây giờ không bằng rời khỏi nơi đây, ngươi và Phong Mỗ cùng nhau quay về Tạo Hóa Môn, thỉnh mẫu thân của ta ra tay, tất nhiên có thể ma diệt ma chủng của thần tổ. Hắn nghiêm mặt nói: Diệp huynh, chỉ sợ ngươi có điều không biết, nếu như không có thủ đoạn cùng với thực lực của Vu Tổ, thương thế Diệp huynh chỉ sợ phải mang đến suốt đời thôi. Từ nay về sau tu vi đều khó có thể tiến bộ được hơn nữa, thậm chí thương thế của ngươi còn có khả năng càng ngày càng nặng, cuối cùng sẽ bị ma chủng thần tổ thần vương ăn mòn, biến ngươi thành một khối phân thân của y. Những lời này của y đều không phải là khoa trương. Đạo văn thánh hoàng cùng đạo văn thần vương có cách biệt với nhau một trời một vực. Thần vương lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, chính là vua chư thần, chỉ sợ một đường đạo văn thôi đều không phải thánh hoàng có khả năng lĩnh ngộ được. Chỉ có Vu Tổ có được thủ đoạn này cùng với thực lực ma diệt thần vương đạo văn. Phong Thủy Vân ánh mắt già đời nhìn thấy Diệp Húc lấy Vu Hoang Ấn đối kháng với ba thần tổ bị thương rất nặng, tự thân tu vi tất nhiên sẽ bị thần tổ đạo văn ăn mòn, bởi vậy đã nhận định chắc chắn Diệp Húc sẽ theo y cùng nhau trở lại Tạo Hóa Môn. Chỉ là đả thương một điểm nhỏ, còn không làm khó được ta đâu. Diệp Phúc mỉm cười, đột nhiên triển khai thế giới Bản Vương Khai Thiên, chỉ thấy tam thập tam thiên giới, 3000 thế giới lộn xộn tuôn ra. Tu vi của hắn không đủ mạnh mẽ, thi triển Vu Hoang Ấn, cơ hồ đem toàn thân tu vi đánh ra một trường. Giờ phút này, tự thân các đại thế giới rút nhỏ vô số lần. Hắn cùng với ba thần tổ đối kháng một kích, ba thần tổ lưu lại vết thương ở trong cơ thể hắn nhất thời triển lộ ra. Chỉ thấy trong thế giới Bản Vương Khai Thiên, từng đạo nhỏ đạo văn chạy chung quanh va chạm, hủy diệt 3000 thế giới đạo văn, đạo ngân của hắn hung mãnh đến vô cùng. Đạo văn này thế nhưng đang không ngừng lớn mạnh, hoa văn càng ngày càng thô, càng ngày càng hoàn bị, cuối cùng hóa thành ma chủng, trở thành một tòa thần tổ vương đình. Thân hình của ba thần tổ hiện ra ở trong vương đình, há mồm không ngừng cắn nuốt đạo văn, đạo ngân của Diệp Phúc, đem tu vi của hắn chuyển thành của mình. Đây đúng là chỗ khủng bố của thần vương, một luồng đạo văn phân thân của ba thần tổ cùng Diệp Phúc giao thủ trong một giây lát, liền lưu lại trong cơ thể hắn ma chủng của mình, không ngừng phục chế cắn nuốt. Nếu như cứ thế mà đi xuống mãi, toàn thân tu vi Diệp Húc thế tất sẽ bị ba thần tổ hoàn toàn cắn nuốt, biến thành một khối thân ngoại hóa thân của y. Tiểu tử, người sử dụng ấn pháp cấp thần vương uy lực quá mạnh mẽ, quá to lớn, nay tu vi của ngươi còn không có mấy, vẫn là ngoan ngoãn biến thành con dấu của ta đi thôi. Ma chủng của ba thần tổ đứng ở trong thần tổ vương đình cười ha hả, há mồm phun ra nuốt vào, không ngừng cắn nuốt đạo văn đạo ngân trong 3000 thế giới của Diệp Húc. Tốt tốt, lại có đạo văn đạo ngân nhiều như vậy. Đạo văn đạo ngân của ngươi vừa nhiều lại vừa phong phú, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Có những đạo lý ngay cả ta cũng chưa từng cân nhắc đến. Cắn nuốt được đạo văn đạo ngân của ngươi, nó không chừng có thể làm cho thần tổ ta trăm thước đầu sao, tiến thêm được một bước vấn đỉnh đế quân. Luồng đạo văn ba thần tổ này biến thành ma chủng, cắn nuốt luyện hóa đạo văn đạo ngân của Diệp Húc, chỉ cảm thấy đủ loại đạo lý xông lên đầu, hóa thành đủ loại minh ngộ. Mặc dù y thân là thần vương, thế nhưng có những đạo lý cũng chưa từng thấy qua,
chưa từng nghe nói, không khỏi quá đỗi vui mừng, tiếp tục hung hăng cắn nuốt. Sao? Cắn nuốt ta sao? Ba thần tổ, ngươi tìm đường chết tư, tiên linh chi mà hách. Diệp Húc tâm niệm vi động, ngọc lâu lơ lửng, từng đường tiên linh chi mạch từ trong lầu giống như những con rồng lớn hạ xuống. Chỉ thấy Diệp Húc khá mồm khẽ hấp, giống như một cái vòi rồng hút từng đường tiên linh chi mạch vào trong bụng, hóa thành tu vi cuồn cuộn. Phong Tùy Vân đứng đó nhìn, hai mắt trợn tròn xoe, sau một lúc lâu không nói ra lời. Nuốt vào cả một đường tiên linh chi mạch, lấy thực lực của y cũng có thể làm được, tuy nhiên cần thời gian mấy ngày để tiêu hóa. Nuốt trọn hai ba đường, y liền có chút không chịu nổi, phải tiêu phí thời gian gần một tháng mới có thể tiêu hóa sạch sẽ, biến thành tu vi của chính mình. Mà Diệp Húc cũng đã ước chừng nuốt vào nhiều đến 8 đường, đang cắn nuốt đường linh mạch thứ 9. Trong chớp mắt, Diệp Húc liền đem 12 đường tiên linh chi mạch nuốt vào trong bụng, đương trường mà luyện hóa. Điều này nói rõ tốc độ tu luyện của Diệp Húc là gấp mấy trăm lần của y, hay là mấy ngàn lần cũng không biết nữa. Sao? Ngươi tưởng cắn nuốt ta, đem ta hóa thành thêm ngoại hóa thân của ngươi là dễ sao? Ta sẽ luyện hóa ngươi trước vậy. Thế giới bản vương khai thiên của Diệp Húc kịch liệt khuếch trương, từng đường đạo văn, đạo ngân trở nên càng ngày càng thô to, càng ngày càng tráng kiện. Phong Thủy Vân đối lập hạ xuống, tưởng chính mình là tam phẩm thánh hoàng. Đạo văn đạo ngân đã muốn vô cùng thô to rồi, nhưng so sánh với đạo văn đạo ngân của Diệp Húc lại vẫn có vẻ kém hơn một chút, trong lòng lại càng thêm hoảng sợ. Thế giới bản vương khai thiên của Diệp Húc ở trong tiểu nguyên giới mở ra không gian, 3000 thế giới, tam thập tam thiên giới đều đang điên cuồng khuếch trương, làm cho Phong Thủy Vân không ngừng lùi về phía sau. Ba thần tổ, ngươi bây giờ còn có thể luyện hóa của ta được một tia đạo văn hay sao? Ta sẽ dễ dàng liền có thể nghiền chết ngươi được rồi. Diệp Húc cười lạnh, 3000 thế giới va chạm, phát ra từng đạo hỏa quang hướng thần tổ vương đình đè ép mà đi, đem tòa vương đình này đập vỡ giống như đập vỡ một quả trứng gà. Cái lũ hóa thân của ba thần tổ kia ngay cả hừ một tiếng cũng chưa kịp liền bị chen chúc nổ tung. Một tia thần thức của ba thần tổ bị Diệp Húc cứng rắn đụng nát, từng đợt đạo văn của y trực tiếp bị Diệp Húc luyện hóa, đem những đạo văn hết thảy cắn nuốt luyện thành của mình. Thần diệu, thật sự là thần diệu, đạo văn của ba thần tổ lại có cái mà ta tha thiết ước mơ, đó là đạo văn tam thập tam thiên. Tinh thần Diệp Húc vô cùng hưng phấn, chỉ thấy ly ti từng đợt đạo văn dung nhập tam thập tam thiên giới, tuy rằng cực nhỏ thế nhưng đủ để làm cho tu vi của hắn, thực lực của hắn đi tới một bước thật dài. Quái thai, quái thai, hắn thế nhưng lấy tu vi của Vu Hoàng thật sự đem một luồng thần thức ba thần tổ mà giết chết đi, đem đạo văn thần vương luyện hóa, thậm chí là cắn nuốt sao? Phong Tùy Vân trợn tròn mắt nhìn Diệp Húc giống như xem một con quái vật. Ma chủng của thần tổ là một đại tuyệt kỹ của thiên giới, không biết hại chết nhiều ít cao thủ cao nhân, thậm chí ngay cả vài vị vu tổ cũng đều chịu khổ độc thủ vì hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Nếu đổi lại là ta, chỉ có thể lập tức trở về tạo hóa môn thỉnh mẫu thân của ta ra tay thôi. Nếu không liền có trở ngại, thậm chí sẽ biến thành thân ngoại hóa thân của ba thần tổ. Người này thế nhưng lại dễ dàng cắn nuốt luyện hóa đạo văn thần vương, chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân tạo hóa thần vương triệu kiến hắn ta hay sao? Đáng tiếc đạo văn của ba thần tổ thật sự là quá ít ỏi, nếu là có thể luyện hóa tất cả đạo văn của vị thần tổ này thì tam thập tam thiên của ta nhất định sẽ được củng cố thêm rồi. Diệp Phúc chỉ đành thở dài, luyện hóa một luồng đạo văn ba thần tổ đã khiến tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại còn tinh tiến, vừa mới nhảy vào Vu Hoàng tam phẩm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 173 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Bản dịch này thỉnh thoảng nó cứ nhẹ lẻ nòi ra một số chương, nó cứ lung ta lung tung ấy. Câu trước đá câu sau đá câu sau nữa, đọc rất mất thời gian và mệt mỏi. Các bạn có gì thông cảm cho Khánh Duy. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại ở tập 174 sắp tới.